Hello cả nhà nha. Nay em bà sẽ làm hai món nha. Món tôm sốt Thái với ít nướng với ớt nha cả nhà. Em bà sẽ nay không đông đủ, còn có ba cha con ở nhà nên làm thì ít nha cả nhà. Rồi chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ nha. Rồi, làm rồi quay cho cả nhà coi luôn nha. Làm tôm nha cả nhà. Đây, tôm thì mình mua nửa ký nha cả nhà, ép thì mua 1 ký. Đây, thì giờ tem nó còn có ba cha con nè, tem mắc việc hết rồi không có nên làm nhiều quá ăn không hết nha cả nhà. Đây, đang lột tăng lột xong gỡ chỉ đen nha cả nhà. Gỡ luôn đi. Lôi chị ra tôm sụp Thái nha. Còn ếch thì mình thấy thì có người ta cũng lột da, nhưng mà bên mình là thích ăn để cả da vậy cả nhà, để ăn cả da vậy. Tôm là làm sạch nha cả nhà, bên này được cột chân nha, xả ớt tắt ớt hôm nay gia vị nó đậm lên ha. Tôm bóc vỏ rửa chỉ xong rồi mình sẽ đôi ở trên sống lưng nha cả nhà, xong rồi mình tái với nước cốt chanh. Chanh này là mua tôm sống nha cả nhà, về nhà là còn đợt thôi. Tái cho nó hơi đỏ đỏ xong mình ngâm với đá nha cả nhà, ngâm với đá cho nó giòn, ngâm với nước đá rồi. Mình cột chân tôm nó đỏ rồi cả nhà, giờ ngâm nước đá nha. Ngâm này tí ăn tôm giòn lắm nha. Ngâm phải bốc thưởng thức thôi nha cả nhà. Dạ ớt tỏi nha cả nhà, đâm ớt tỏi gia vị nha. Gia vị để làm món tôm sốt Thái nha. Ớt tỏi xong nha cả nhà. Mình bỏ tắt. Tắt với xả. Nêm đường với tương ớt với nước mắm nha. Để nước miếng bỏ chanh với tắc nữa là xong phần gia vị để sốt Thái nha cả nhà. Xong cái nước chấm sốt Thái thần thánh này.
ăn nha cả nhà, ăn lượng ếm nha, ếm mình lượng không mà mình muốn ướp cho vị để chậm mùi ớt nha. Bỏ nướng nha cả nhà, ăn được rồi cho nướng nha. Rồi, thích ăn cả da nên để cả da nha cả nhà. Để nguyên con nha. Cái đầu tôm mình chiên bột nha cả nhà. Bột bột chiên tôm nha. Bột nha. Bột bột chiên giòn chiên tôm nha. Bột chiên giòn nha cả nhà. Nên là chiên cái chảo nhỏ nha cả nhà, còn bỏ cái chiên cái chảo nhỏ. Chiên đầu tôm này mình trang trí một phần mình ăn luôn nha. Lượng thơm lên như cả nhà, thơm mà. Chín lên cả nhà, chín lên cho con lên dĩa nha. Lên dĩa xong nha cả nhà, một dĩa nè. Bây giờ là cho gia vị luộc vô nha cả nhà. Cái này là sốt thái hả? Ừ. Thơm ghê. Hấp dẫn quá. Cái mùi là thèm nha cả nhà. Cái mùi là... thơm mùi xả mùi cắt đó nè, hai mùi xàm đòi bụng luôn, chạy một miếng luôn nha. Hôm nay thì lại tém không đủ nhá, tém nó đủ cho phải mấy kỳ tôm này. Này giờ lên mắm nha cả nhà. Ếp nướng này, tôm sốt thái nha, này thì chèn mùi ớt, này thì cần đồ qua
mà chưa ăn con này nhé cả nhà, giờ ăn luôn nhá. Rồi mời cả nhà cùng thưởng thức về bát xì nhá. Mời cả nhà cùng thưởng thức tôm nhá, tôm sụt Thái nhá, này nhìn hấp dẫn nhá cả nhà. Này ra về vừa. Này đầu tôm chim giòn. Mời cả nhà nhá. Quá đã. Con mời cả nhà nhé. Mời. Giòn giòn luôn. Tôm ngon rồi nè. Này tôm đang sống. Mua ngoài chợ về làm chạy về nhà thì tôm ngọt. Mời cả nhà làm. Mời cả nhà cái đuổi ăn. Em nay bệnh viện hết nhá cả nhà. Con ba cho con. Hôm nay là hai con trai. Giòn kia. Mời cả nhà thưởng thức cái ớt nhá. Cái đuôi nhá. Cầm mùi ớt nhá, chẳng mùi ớt thân thánh của thêm bác sĩ nhá. Món nào ngon như thế nào, vịt nướng vừa đang nóng vừa ăn ngon. Giờ Trung mày tới nha cả nhà, Trung đi làm giờ mày ghé nha cả nhà. Mời đi, mời. Mời mọi người làm cái đùi ếch với mình nha. Cũng biết ăn thử ếch, tưởng không ăn. Trong tem thì hay vô mùa công nhân ở đây toàn nó đi cạo mũ cao su không nha cả nhà, nên giờ bận biểu tem giờ cũng không đủ được. Rồi video từ đây em kết thúc nha cả nhà. Rồi, chúc cả nhà bữa tối vui vẻ nha. Hay ngon quá ăn cũng hết mà. Rồi, chào cả nhà nha, hẹn cả nhà clip sau nha.